Để làm ra một chiếc visa không phải là một công việc khó. Nhưng một chiếc visa đẹp hoàn hảo mới là những gì chúng tôi hướng tới. Những đường cắt chuẩn xác, sự tập trung trên từng nhịp thở, từng mảnh ghép đều có sự chuẩn bị. Gọt rũa tạo nên những tuyệt phẩm, tỉ mỉ để đem đến sự toàn diện. Mỗi sản phẩm đều có dấu ấn của những đam mê. Chuẩn bị để sự kết hợp trở nên hoàn hảo. Đường chỉ tuy là chi tiết nhỏ nhưng phản ánh mạnh mẽ tay nghề của người thợ làm visa. Không có sự thừa thãi, mức độ hoàn thiện thật tỉ mỉ. Tuy là sản phẩm thủ công nhưng chúng tôi đề ra những kỷ luật nghiêm ngặt trên từng công đoạn. Đó là những công đoạn hoàn thiện của một chiếc visa. Chúng tôi đem vào đó sự chuẩn xác, sự tỉ mỉ, niềm đam mê. Không chỉ là một chiếc ví, mà là cả hàng triệu chiếc ví chúng tôi sản xuất. Nunu Leather, xưởng sản xuất đồ da thật.